hết thảy trong tâm đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Có khả năng thì có thể đọc kinh, không có khả năng đọc kinh thì một câu A Di Đà Phật này cũng đủ rồi. Gần đây chúng ta xem thấy có không ít người chỉ thọ trì một câu A Di Đà Phật, lúc giảng sanh tướng lành thù thắng vô cùng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy công đức trời đất. Cho nên nhất định phải niệm Phật. Niệm Phật là công đức hạng nhất, niệm Phật là phước đức thù thắng vô biên. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì phước báo tự nhiên hiện tiền. Nghiệp chướng chưa tiêu hết cũng không để đến, hết lòng nỗ lực mà tu học, đời sau nhất định có quả báo thù thắng. Không giữ không đọa ba đường ác, mà còn siêu diệt lục đạo luân hồi, còn có thể độ rất nhiều chúng sanh, thực sự là tự hành hóa thân. Chuyển thân tội báo thành thân Bồ Tát. Há chẳng phải là cùng Bồ Tát tính hóa hay sao? Nên dùng thân nô tỳ để độ thì hiện thân nô tỳ để độ, như vậy không phải giống nhau hay sao? Vấn đề là bạn đã thực sự giác ngộ hay chưa? Thực sự giác ngộ thì dùng thân này để tu, dùng thân này để chứng quả, dùng thân này để độ hóa hết thảy chúng sanh. Bạn niệm Phật thành tựu giảng sanh tự tại. Nếu bạn có thể biểu diễn đứng và giảng sanh, ngồi và giảng sanh, thế thì người ở nhà bạn đều được độ. Lúc trước ở Hồng Kông, người chủ của Tông Liên Giác Quyển là phu nhân Hà Tông, cụ niệm Phật giảng sanh nên độ được cả nhà. Nhà của cụ đều theo đạo khi tu giáo, chỉ có cụ là niệm Phật, nhưng con cái của cụ rất là hiếu thuận, cũng rất thông minh. Tuy tín ngưỡng khác nhau, người nhà của họ đều rất tự do và tôn trọng lẫn nhau. Cụ ăn chay niệm Phật, con trai, con gái, con dâu của cụ đều là tín đồ kiên thành Kitô giáo. Họ đều tôn trọng lẫn nhau. Lúc cụ giảng sanh, cụ nói với các con của mình, cả đời chúng ta đều không can thiệp vào tín ngưỡng của nhau, đều tôn trọng nhau. Cụ nói, hôm nay mẹ giảng sanh, mẹ chỉ có một yêu cầu với các con, muốn các con niệm Phật tìm mẹ đi. Con ruột và con dâu cũng rất thông hiểu nhân tình, thì nói dạ, chúng con sẽ niệm Phật tiễn mẹ đi. Cụ thực sự là ngồi mà giảng sanh. Người nhà niệm Phật tiễn cụ đi, chứng kiến cảnh tượng ấy mới biết được Phật giáo không phải giả. Sau đó con ruột lẫn con dâu toàn bộ đều niệm Phật, đều quay đầu trở lại. Bạn hãy xem, cụ rất kiên nhẫn độ người nhà của cụ, đến phút cuối cùng mới biểu diễn cho các con xem. Thường ngày không có quyền, một câu cũng không nói, rất tôn trọng các con. Cuối cùng điều chỉnh một chiêu cho họ xem thực Kitô giáo có thể ngồi và đi hay không, có thể biết trước để giờ ra đi hay không. Dùng phương pháp ấy để độ cả nhà của cụ. Không những độ cả nhà mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội. Tuy không phải là một nhà bình thường, khi giả đến phỏng vấn đăng lên báo chí, bạn xem đã ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Đây mới thực sự là có trí tuệ. Độ người thân quý là có phương pháp. Bạn phải thực sự hiểu rõ, bạn phải biểu diễn cho họ thấy. Người hiện nay dùng miệng nói họ không tin,
Vậy thì làm giống như vậy cho họ xem. Họ không thể không tin. Trong chú giải trang 56, quý vị xem thử. Ở đây trích dẫn lời nói trong kinh Biện Ý, hàng thứ nhất trang 56. Phật bảo Biện Ý có năng việc khiến được tôn quý mọi người kính trọng. Đây đều nói về nghiệp nhân, chỉ cần bạn chịu tu thì bạn sẽ được phước báo. Thứ nhất là bố thí rộng rãi, chính là bố thí nhiều. Tu bố thí, dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh tu bố thí, bạn sẽ được thân tôn quý. Thứ hai là lễ kính Tam Bảo và các bậc trưởng thượng, đây chính là hộ trì Phật pháp, tôn kính sinh trưởng. Thứ ba là nhẫn nhục không nóng giận. Thứ tư là nhu hòa khiêm hạ. Thì là thái độ phải có khi xử sự đối người tiếp dẫn. Thứ năm là rộng nghe kinh giới, thông đạt đối với kinh điển. Đối với giới luật họ cũng hiểu rõ, họ có thể tuân thủ, họ có thể làm được. Đây là lời Phật dạy trong kinh, năm việc được người tôn kính, là nghiệp nhân của quả báo. Ở trong xã hội có địa vị tôn quý. Do đó nếu bạn không tu nhân thì làm sao có quả báo cho được. Bạn muốn có quả báo thù thắng thì phải biết làm thế nào tu nghiệp nhân thù thắng. Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai.